Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141. Mở đầu như thường lệ sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Bắt đầu từ ngày hôm qua 15 tháng 5, Cảnh sát Giao thông cả nước đã ra quân kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong ngày đầu tiên, đơn vị đã xử lý 1.212 trường hợp vi phạm. Theo đó, trong ngày đầu tiên của đợt ra quân tổng kiểm tra các phương tiện đường bộ, lực lượng chức năng đã xử phạt xe khách, xe tải, xe con, xe mô tô và một số phương tiện vi phạm khác. Theo cơ quan chức năng, các lỗi tập trung vào các hành vi như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, đi vào cao tốc sai quy định, dừng đỗ sai quy định, đồng thời có 579 trường hợp vi phạm mũ bảo hiểm bị xử lý, không mang theo giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe, quá khổ quá tải và một trường hợp chở quá số người quy định bị xử phạt. Phòng Cảnh sát Giao thông khẳng định, ngoài nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác đấu tranh, kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cũng là một trong những điểm trọng tâm của kế hoạch ra quân lần này. Trong số các trường hợp vi phạm bị xử lý trong ngày đầu thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đáng chú ý có một tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Theo đó, Tổ công tác đội 2 đã kiểm tra nhiều lượt phương tiện ô tô chở khách, xe container, ô tô con lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hướng về Hà Nội. Khi dừng một xe ô tô tải đang lưu thông, tài xế sinh năm 1989 ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn với mức 1,030mg trên 1 lít khí thở, cao gấp nhiều lần với mức cao nhất trong khung xử phạt theo quy định. Ngay lập tức, Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện với hành vi vi phạm trên. Tài xế này sẽ bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và giữ phương tiện 7 ngày. Liên quan đến vụ án hai đối tượng sử dụng súng hơi từ trên chung cư bắn xuống người dân đi đường nhiều lần tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy vào ngày 5 tháng 5, hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Dũng, sinh năm 1981 để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an phát hiện khẩu súng Dũng dùng để bắn người đi đường, 180 viên đạn trì và nhiều tang vật liên quan. Tại nơi ở của Đặng Trần Đức là người giúp Dũng giấu tang vật, công an thu giữ nhiều bộ phận của súng, hơn 300 viên đạn các loại cùng với các thiết bị dùng để sửa chữa súng. Cơ quan chức năng xác định có 3 nạn nhân bị Dũng bắn trúng, trong đó anh Phan Văn Thành, quê Hà Tĩnh, bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 14%. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng phải dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, và tối qua 15 tháng 5, phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm đã chính thức hoạt động trở lại. Ngay lập tức, khu vực này lại tiếp tục trở thành một không gian văn hóa vui chơi, giải trí lý tưởng với người dân thủ đô và du khách vào cuối tuần. Để đảm bảo an ninh trật tự, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu công an quận phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực phố đi bộ. Đúng 7 giờ tối, lực lượng chức năng bắt đầu kéo rào chặn các phương tiện di chuyển trong không gian phố đi bộ. Đã 3 tháng trôi qua, người dân thủ đô và du khách mới có dịp được thoải mái theo dõi những tiết mục văn hóa, nghệ thuật tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Hôm nay rất là phấn khởi cho thủ đô Hà Nội cũng như của cả nước là mọi hoạt động thì trở lại bình thường trong khi vẫn phòng chống dịch. Cảm xúc của ban nhạc là hết sức là xúc động và muốn đánh rất nhiều những cái ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và ca ngợi nhân dân, ca ngợi quân đội và tất cả những người mà làm lên một cái điều rất là kỳ diệu ở trong cái kỳ chống đại dịch Covid này. Để đảm bảo an ninh trật tự, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu công an quận phối hợp cùng trung tâm y tế, ban quản lý Hồ Gươm tiến hành lập các trạm tuyên truyền lưu động, tuần tra song song vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa nhắc nhở người dân tiếp tục chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị của chính phủ và thành phố. Công an quận đã bố trí lực lượng ứng trực chia thành 3 ca với 24 chốt tại các điểm ra vào khu vực phố đi bộ. Công an quận tổ chức lực lượng gồm có lực lượng cảnh sát kinh tế, lực lượng cảnh sát hình sự cùng với lực lượng cảnh sát trật tự chia thành 6 tổ công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn để kiểm tra kiểm soát cái việc các doanh nghiệp được phép trông giữ phương tiện xe máy, ô tô phục vụ tuyến phố đi bộ đảm bảo sử dụng đúng diện tích và thu đúng giá quy định. Mặc dù được hoạt động trở lại,
nhưng so với thời điểm trước dịch COVID-19, phố đi bộ Hồ Gươm còn khá vắng vẻ, thưa thớt du khách và người dân thủ đô đến vui chơi. Tuy nhiên, không vì thế mà lực lượng chức năng chủ quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19. Cùng với phố đi bộ Hồ Gươm, từ ngày 14 tháng 5, nhiều di tích lịch sử văn hóa tại Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò cũng đã mở cửa đón khách tham quan trở lại. Bản tin 141 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.